Nhằm nâng cao nhận thức của người Việt Nam về sừng tê giác và kêu gọi cộng đồng cùng hành động bảo vệ các loài tê giác trên thế giới đang có nguy cơ tuyệt chủng bằng cách không tiêu thụ sừng tê giác, tổ chức Change đã phát động chiến dịch những kẻ cắn móng tay. Đây là một chiến dịch truyền thông xã hội kéo dài từ ngày 3 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 1 năm 2016 với hình ảnh chủ đạo là hành động các móng tay được thể hiện một cách tinh tế giàu tính nghệ thuật bộ ảnh nhằm châm biếm những người sử dụng sừng tê giác và nhấn mạnh thông điệp bỏ ra hàng trăm triệu để mua mẫu sừng tê giác giống móng tay thật ấu trĩ dựa trên các nghiên cứu khoa học cho thấy sừng tê giác chỉ có cấu tạo chủ yếu từ keratin hoàn toàn giống móng tay Chiến dịch thu hút sự tham gia của 26 nghệ sĩ, trong đó có Thu Minh, Trứng Thành, Đông Nhi, Sư mẫu Hà Anh, Trọng Hiếu Idol, Hồ Trung Dũng, MC Quỳnh Hoa, MC Anh Quân, MC Nguyệt Ánh, ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi. Bên cạnh chiến dịch tại Việt Nam, những kẻ cắn móng tay cũng được thực hiện trên thế giới. Với tên gọi là Nail Baiters, với sự tham gia của các đại sứ siêu sao hàng đầu làng giải trí như Ngài Richard Branson, diễn viên Margie diễn viên Lý Băng Băng, diễn viên ca sĩ Trần Khôn.